quan vụ lũ quét cuốn trôi xe chở tham quan làm 4 du khách người Hàn Quốc tử vong. Ngày 25 tháng 10, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn GBQ ở khu du lịch Làng Cù Lần, thôn Suối Cạn, xã Lác, huyện Lạc Dương tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ tại khu du lịch Làng Cù Lần. Sở cũng đề nghị công ty này phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, đồng thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Được biết, trong hôm nay, ngày 25 tháng 10, đoàn liên ngành tỉnh Lâm Đồng sẽ kiểm tra hiện trường xảy ra vụ việc và các điều kiện kinh doanh tại khu du lịch Làng Cù Lần.